Đại Bồ Tát này chắc chắn đã trụ bậc bất thối chuyển, nên những sự nghiệp đã tạo đều tự mình xét nghĩ, chẳng phải chỉ tin vào người khác mà hành động ngay, cho đến những lời dạy của Như Lai ứng chánh đẳng giác còn không thể dễ dàng tín thọ phụng hành, huống chi lại tin lời thanh văn độc giác ngoại đạo và các ác ma mà có hành động. Đại Bồ Tát này có làm điều gì chẳng tự suy xét mà chỉ tin vào lời người khác thì điều này chắc chắn không có. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này chẳng thể có pháp có thể tin hành. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này chẳng thể có sắc có thể tin hành, chẳng thể có thọ tưởng hành thức có thể tin hành, cũng chẳng thể có chân như của sắc có thể tin hành, chẳng thể có chân như của thọ tưởng hành thức có thể tin hành. Nói rộng cho đến chẳng thể có tất cả hạnh Đại Bồ Tát có thể tin hành, chẳng thể có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể tin hành, chẳng thể có chân như của tất cả hạnh Đại Bồ Tát có thể tin hành, chẳng thể có chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể tin hành. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, giả sử có ác ma giả dạng Bí Xô đi đến gặp tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển mà nói như vậy: sự tu hành của các ông là pháp sanh tử, chẳng phải hạnh Bồ Tát, chẳng phải do đây mà được quả vị vô thượng.